Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Mạnh Cường Audio còn chuyên thi công, lắp đặt phòng karaoke, hội trường, bar, cung ứng thiết bị tổ chức sự kiện quy mô lớn, vừa và nhỏ. Hello, xin chào tất cả anh em đam mê âm thanh nhé. Thì ngày hôm nay đây, mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái bộ karaoke gia đình. Thì nói chung là mình sẽ review từng thiết bị một anh em ha. Đây mình sẽ không có review nguyên một bộ, mà mình sẽ review từng thiết bị một để cho anh em chúng ta tham khảo nhé. Từ đây trước mắt của anh em đây là một cái vang số, hay chúng ta gọi đúng đây là một cái mixer nhé. Một cái mixer digital karaoke. Đây, chúng ta gọi cho dễ biết đây là cái vang số đi. Cái này là thương hiệu DB Acoustics với model là S700 anh em nhé. Anh em thấy được thiết kế rất là đẹp. Đây, chất âm của nó thì một lát là mình sẽ review nha. DB Acoustics S700. Thì anh em nhìn thấy đây mình đang kết nối với máy tính bằng cái sợi cáp nhé, sợi cáp USB. Và chúng ta có thể chỉnh tay. Đây, chúng ta chỉnh tay là anh em nhìn cái ô này ha. Nếu như chúng ta muốn chỉnh âm lượng của nhạc hoặc là micro thì chúng ta sẽ nhấn vào đây ha. Ví dụ đây, cái đèn này nó đang sáng ở music thì chúng ta vặn xuống nó sẽ tăng giảm cái âm lượng của music. Đấy. Ok cho anh em ạ. Đó, vặn xuống ha. Này chúng ta vừa kết nối máy tính mà vừa có thể chỉnh tay được một lúc luôn. Rồi nếu như chúng ta muốn chỉnh âm lượng của effect, chúng ta nhấn vào một cái thì lúc này nó nhảy xuống ngay chữ effect này đây. Thì đây là cái số của effect đó ha, rất đơn giản. Thấy không ạ? Rồi mic ok chưa? Tiếp đến đây là cái phần input, mình chọn cái cổng input mình muốn in AUX hay là in DSP là cái đường digital đó anh em ha. Thì mình chọn vào đây, đây effect thì mình để bao nhiêu phần trăm này ha, echo nhá, đây echo bao nhiêu phần trăm này và reverb bao nhiêu phần trăm này đó, echo reverb đấy. Còn khi mà chúng ta sale thì chúng ta sale bằng máy tính nhá. Rồi, đây là cái mặt trước của cái vang số DB Acoustics S700. Còn mấy micro mình review nhiều rồi, mình sẽ không có review thêm. Thì anh em thấy đây là cái mặt sau nữa ha. Mình đã cắm dây rồi, nó hơi rườm rà một chút xíu. Anh em chúng ta nhìn nó hơi rối chút nhé. Ở đây nó sẽ có 4 cái đường cắm micro nhé. 4 đường cắm micro ở phía sau này đây. Đó, anh em thấy nhá, 4 đường phía sau này là cắm micro ha. Còn 2 đường input jack AV nhá. 2 đường input nhạc này, jack AV. Và đặc biệt ở cái phiên bản này thì nó có optical input và output luôn anh em nhé. Anh em nhìn thấy thì đây nó sẽ có optical input và output này. À, nó sẽ có 8 cái output nhá. Output 1-2 mặc định là main left right. 5-6 là đây, 1-2 là main left right, 3-4 là surround left, surround right, 5 là sub, 6 là center ha. Ở trong này thì tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi tùy biến được nhé. Thì ở cái phần mà thay đổi, nói chung là ở cái phần routing, routing input của nó, thì mình sẽ chia sẻ với anh em ở trên ở trong một cái video tiếp theo nhé. Video tiếp theo thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em chúng ta cách sử dụng. Thì đây anh em thấy ạ, đây surround là bên này nhé. Đây, sorry anh em, surround là 78 ha. Đây, nó tới 8 đường out lận anh em ạ. Rất là nhiều đường này chúng ta ăn chơi ha. Đấy, 8 đường out lận. Và đây mình hiện đang phối ghép với lại hai bộ micro, hai phân khúc khác nhau. Đây là micro DB Acoustics với model là DB 500 Pro. Thì tay mic của DB 500 Pro đây anh em ha, là tay này đây. Đấy. Và đây là một cái phân khúc cao cấp hơn. Đây là Relacast R6100S ha. Thì cái phiên bản 6100S thì nó sẽ là tay inox nhé. Chúng ta không lo lắng về cái vấn đề mà khi bị rơi nó gãy gì hết ha. Quá yên tâm luôn nhé. Đấy. R61S. Và bây giờ mình sẽ mời anh em chúng ta
nghe thử chất âm của nó nhé. Mình sẽ lấy cái chân máy quay mình đặt lên và cho anh em nghe sơ qua chất âm của nó. Trong cái video clip này á, thì mình sẽ không có chỉnh sửa gì EQ của loa nhé. Anh em nhìn thấy đây, mình đang cắm vào cái đường đây, cái đường 34 này. 34 thì hiện tại cái loa mình đang cắt ở 40Hz nhé. Mình đang low cắt ở 40Hz nhé. Còn lại để flat và micro đây. Anh em nhìn thấy mình đang chỉnh micro như thế nào luôn nhé. Mic A thì mình đang cắt ở vị trí 200Hz ngay chỗ này đây. Đó, và đang low cắt ở 79Hz. Và mic B đang nghẹt mũi anh em ạ. Mic B thì hiện tại mình mới low cut. Xem lại low cut bao nhiêu phần trăm đây. Mic B thì mình đang low cut ở 90Hz nhé. Và không cắt EQ nha. Có nghĩa điện normal luôn. Mình đang dùng một đôi loa Ati, đó là loa Turbo Sound. Turbo Sound này là hàng của Anh nhá. Tuy nhiên thì made in China, được sản xuất tại China. Anh em thông cảm nha, mình quay cái clip bằng cái điện thoại là ánh sáng đây nó không được phù hợp cho lắm thì lên cái video nó sẽ không được đẹp nhé. Thì sau cái clip này mình sẽ dùng một cái con máy quay chuyên dụng, mình sẽ quay nhé. Nói chung xong đợt này là mình sẽ nâng cấp cái máy quay lên để review các sản phẩm cho anh em chúng ta nhìn thấy nó được rõ, được chi tiết hơn ha. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ test thử cái micro DB Aquatic DB 500 Pro sử dụng chiếc van số là DB Aquatic S700 và loa mình để normal nhé. Anh em thấy mic rất là nhạy, mình để xa và bắt luôn này ha. Đó, để xa hay luôn này. Tình đã vời xa, xa vời tiếc thương cũng rồi. Lên tòng 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 tòng. Rồi giờ hát thử bài nhé. Mình lên YouTube, mình review các thiết bị thì bây giờ mình test đa số là một bài duy nhất, lặp đi lặp lại một bài. Tại vì cái bài này mình phát thì phát lại thấy nó không bị bắt bản quyền á, cho nên mình sử dụng luôn anh em nhé. Tại vì lên YouTube có bản quyền là nó phiền phức lắm nha. Bây giờ mình sẽ test thử bài em về với người. Anh em thấy mình đang nói đang bị nghẹt mũi không? Bữa nay trời ở Tây Nguyên rất là lạnh anh em ạ. Muốn ốm luôn anh em. Đấy, hát chắc chắn là sẽ nghẹt mũi luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên nhạc nha. Tiếng nhạc ra rất là mềm mại anh em nhé. Cái con van số này, tiếng nhạc ra đã lên sóng về. Lên sóng về. Em về là với người hết rồi câu chẳng gối. Mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói. Tình đã vời xa, xa vời tiếc thương cũng rồi. Đau đớn nào ai hay, xin biết sao đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu. Em về là với người đã
nhớ. Ngày đó còn nhau, ai từng mơ một ngày sau. Bây chưa là hết rồi, em về vui bên nỡ. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Mình vừa test xong cái mic DB Acoustic DB500 Pro rồi anh em ha. Test ở trên cái con vang số DB Acoustic S700. Đang ốm anh em nhé, đang cảm sụt xịt ha. Và bây giờ tiếp đến mình sẽ test trên cái micro Relacast với cái model là R601S nha. R601S thì cái phiên bản tay bằng inox đây, tay rất là nặng ha. Tay này cả kg luôn anh em, tầm kg luôn đấy. Đây, tay này nặng cả kg luôn đấy, không có đùa được đâu. Này là bao rơi rớt nhá, rơi không bao giờ gãy được, inox sao gãy được không? Rồi bây giờ lên cái mic này. Mic này thì mình đang gắn vào cái mic số 2, cái đường mic số 2 ở sau cái vang số nhé. Và hiện tại đây là mic B này. Lên sóng B. Cái này thì mình low cut thôi chứ mình không có cắt EQ ha, mình đang low cut thôi. Bây giờ mình cho nó xuống 80 mấy hertz chứ. Lên sóng B. Lên mình sẽ cắt bớt một chút bass. Lên sóng B. Lên sóng B. Lên 5, 6. Mình hát thì mình thích cái tiếng nó sáng sáng thôi anh em ạ, chứ mình không có thích nó gọi là nó bị tạp âm quá nhiều. Nếu mà chúng ta để cái tần số bass thấp nhiều quá thì nó sẽ bị tạp âm. Thực tế ra cái giọng con người chúng ta khó mà đáp ứng được các cái tần số dưới 100 Hz, trừ khi một số giọng hát đặc biệt khi mà người ta xuống cái giọng trầm đó nha, xuống cái nốt thấp á. Thì may ra có thể là nó dưới 100 Hz được một chút. Đa số cái giọng của người chúng ta chỉ đáp ứng được từ 100 Hz trở lên thôi. Thậm chí có những người không được tới 100 Hz luôn nhé. Cho nên là cái micro mình ít khi nào mình để cái tiếng bass của nó xuống sâu lắm. Lên sóng bền. Đây anh em thấy thì hai phân khúc khác nhau thì hai cái tiếng nó sẽ khác nhau ha. Lên sóng bền. Lên sóng. Sáu bảy lên năm sáu bảy. Đấy, mỗi cái thì nó sẽ có một cái chất âm khác nhau, nó có một cái hay riêng mà. Tuy nhiên là micro nó càng cao cấp thì nó càng tốt hơn, đó là điều đương nhiên nhé. Giá càng cao thì chất lượng càng tốt. Ho thế này mà hát được là cũng hơi bị ngầu đấy. Lên sóng bền. Lúc này nghe nhé. Lên sóng bền. Lên năm sóng bền. Lên năm sóng bền. Lên sóng rồi mình sẽ low cut. Low cut nó tầm 100 Hz. Lên sóng bền. Lên 5 sóng. Lên sóng bền. Lên. Rồi. Cái này là chúng ta có thể chỉnh delay reverb cho riêng từng mic nhá. Lên sóng bền. Echo delay.
lên 5, 6, 7, lên. Cho nó qua giống nhau để cho anh em chúng ta phân biệt ha. Đây, echo delay thì đang để 35. Echo time mình để 220 ms. Rồi cái echo decay ratio mình để 55% đi ha. Để tùy anh em chúng ta muốn để sao cũng được ha. Tuy nhiên thì mình chỉnh sơ thôi, mình thấy như vậy được rồi. Về khách hàng chúng ta có thể chỉnh sửa lại thêm, mình reset EQ này, mình có thể chỉnh noise gate control này, mọi thứ nhé. Đây, cái EQ này bây giờ mình sẽ hai cách. Cái này là EQ của cái echo anh em, là cái tiếng delay ấy. Thì delay mình sẽ không để cho nó tiếng chép lên đâu, chép mình để ít lắm. Đây, con lâu cách hai cách, chúng ta làm việc thoải mái hết luôn anh em ạ, ăn chơi đầy đủ cái món ăn chơi luôn nhá. Mình sẽ cắt được 100 hẹt thôi. Lên 5, 6, 7, lên 6, 7. Thấy nghe sơ sơ hát rồi đúng không? Mới chỉnh sơ thôi nhé. Mình không cắt nhiều đâu. Đấy, bên này thế thôi, hai bên giống nhau. Mình cũng chỉ cắt sơ thôi. Những cái tần số nào nó xấu quá mình cắt. Lên 6, 7, lên 6. Rồi hát lại cái bài lúc này nha. Em về là với người hết rồi câu chắc gối. Tuy nhiên giá thì nó vừa phải thôi.
giá nó không có quá đắt đỏ nhé, giá thuộc phân khúc bình dân thôi. Đây, và nếu như mà anh em chúng ta mua trọn bộ bên Cường á, ví dụ như là vang số kèm với micro, nếu mà kèm theo loa thì càng tốt ha. Nếu mà kèm theo loa thì mình sẽ setup sẵn cho anh em luôn, chỉnh sẵn cho anh em luôn, về anh em chỉ cần gắn vào là xài thôi, hoặc là chúng ta có thể chỉnh sơ lại một chút theo cái phòng của chúng ta nhé, tại vì mỗi không gian nó sẽ khác nhau. Đấy, tuy nhiên thì anh em mà đi theo combo bên mình thì mình sẽ phối ghép nó hợp lý hơn ha, mình sẽ tư vấn cho anh em. Và anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Và mình xin phép sẽ không báo giá các thiết bị này công khai ở trên YouTube này anh em nhé. Tại vì bây giờ hiện tại mình thấy ở trên YouTube có một số anh em bán mỗi người một giá. Có người thì bán rất là cao, có người thì bán thấp hơn một chút. Đấy, tuy nhiên giá bên mình bán rất tốt nhưng mà mình không báo công khai. Anh em liên hệ với Cường qua số điện thoại 0946734646. Hoặc anh em chúng ta có thể là kết bạn Facebook với Cường. Ở dưới cái phần mô tả của video này sẽ có một cái đường link Facebook của Cường. Anh em nhấn vào đó và chúng ta kết bạn Facebook với Cường nhé. Thì Cường sẽ trao đổi với anh em, báo giá với anh em qua Facebook, hoặc là anh em alo, hoặc là chúng ta có thể là kết bạn Zalo qua số điện thoại của Cường luôn. Bây giờ chào anh em nhé. Anh em nhớ nhấn cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của Cường. Đồng thời anh em hãy nhấn cái nút chuông thông báo để mỗi khi mà Cường có cái video mới nhất á, các thiết bị mới nhất, những cái thiết bị, nói chung là bên mình mỗi lần thiết bị mới về thì mình sẽ review. Và không riêng những thiết bị karaoke mà bên mình bán cả những thiết bị cao cấp, những thiết bị sân khấu anh em nhé, những cái micro hàng eBay này đó các thứ về, ví dụ như là sensor SKM5000 và sensor SKM5002, cũng như là một số dòng micro Shure và Sen, rất là nhiều anh em nhé, nhiều model. Bây giờ chào anh em nhé.